Trên thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay, một chiếc Toyota Corolla Cross sản xuất năm 2021 đang được chào bán với mức giá khoảng hơn 700 triệu đồng. Con số này ngang ngửa giá bán của Mazda 3 Premium giá 729 triệu. Theo thông tin giao bán, chiếc xe thuộc phiên bản V, ngoại thất màu trắng ngọc trai, nội thất màu nâu đỏ, chỉ số lăn bánh khá khiêm tốn chỉ ở mức 10.000 km. Được biết, ở thời điểm đập hộp, giá niêm yết màu trắng ngọc trai là 828 triệu. Để trở thành chủ nhân hợp pháp của xe, người mua ban đầu sẽ phải tiêu tốn một khoản tiền lên đến gần 950 triệu. Có thể thấy, người bán đã chấp nhận mức lỗ cao nhất đến khoảng 250 triệu cho một chiếc Toyota Corolla Cross mới chạy 10.000 km. Tuy nhiên, với những ai không ngại sử dụng xe cũ thì đây có thể là một lựa chọn đáng xem xét. Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, nam tính, cứng cáp và thuần chất SUV hơn đa số các đối thủ cùng phân khúc. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn màu đen bóng đèn pha led, sương mù led, cản trước cỡ lớn và ốp cản sơn bạc. Nhìn từ bên hông, xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép kích thước 18 in, tay nắm cửa cùng màu thân xe, gương chiếu hậu chỉnh gập điện. Điểm nhấn độc đáo trên đuôi xe là dải đèn hậu led dài, vuốt qua tên xe được đặt ở vị trí trung tâm. Phía dưới là bộ ốp cản cỡ lớn, sơn màu đen, điểm xuyết bởi các chi tiết mạ bạc, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính và kiên cố. Bước vào bên trong, Toyota Corolla Cross V2021 thu hút người dùng, với không gian nội thất trung tính và cứng cáp quen thuộc. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý có vô lăng ba chấu, cụm đồng hồ tốc độ dạng màn hình màu TFT 7 in, màn hình giải trí thông tin 9 in, kết nối Apple CarPlay Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời hàng ghế trước, khởi động nút bấm. Hệ thống ghế ngồi được bọc ra màu nâu đỏ thể thao và sang trọng. Ghế lái chỉnh điện, có tựa tay hàng ghế trước. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 60-40 và ngả lưng ghế. Toyota Corolla Cross V 2021 sử dụng động cơ xăng 1.8 lít 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 177 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp Super CVT. Về an toàn, xe được trang bị 7 túi khí, camera lùi, ga tự động, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc ghế trẻ em chuẩn.